Ôi trời ơi mọi người ơi, đây là một bé pha phu cực đẹp nha mọi người nha, đuôi cực kỳ to luôn, chuẩn chỉ ha, đầu rất là đẹp đó, gù vừa phải ha, không gù quá cao cũng không thấp ha, mắt moi cực kỳ chuẩn luôn. Và đặc biệt em nó cái bộ kèn bộ đuôi thì hết bài luôn nha, và mao cũng đã lên rồi luôn, giới thiệu để mọi người chúng ta ha, đó size tầm 38-40 cm, một siêu phẩm nha anh em. Đó đây là một con cá đang được trưng bày tại Rong Việt Nam 880 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, ở khu phía trước mọi người nha. Đó, em này thì lại rất là mềm, dù đẹp như vậy, dù màu như vậy nhưng mà rất là hữu nghị anh em nha. 139 cũ thôi. Đó, 139 cũ. Anh em thấy không? Đó, cái lưng của nó rất là đẹp nha. Vẫy không dồn một cái nào, dù pha phu nhưng mà vẫy rất đẹp, đều tăm tắp nha mọi người nha. Đó, cái dàn đuôi, dàn càng, dàn màu, dàn mắt môi, râu ria của nó cực kỳ là chuẩn luôn. Đó, pha phu á mà size nhỏ chuẩn thì không nói đi, nhưng mà pha phu size lớn chuẩn rất khó mọi người nha, tại vì nó rất là dễ bị lỗi dư, sẽ mắc dư môi hay là bị dồn vẫy hay là bị hớp bụng, bị phù bụng gì đó, tại bản chất nó gù, lưng nó gãy lên thì nó rất là dễ bị những cái lỗi đó ha. Nhưng em này thì hoàn hảo luôn nha mọi người nha, giới thiệu đến mọi người chúng ta. Em nó thì ăn uống cực kỳ mạnh luôn. Đó, em đang trưng bày ở khu phía trước luôn nha mọi người nha. Đặc biệt đó, pha phu xe lớn rồi mà cái dàn đuôi nó rất là to. Đó mọi người thấy không? Cái càng của nó dài mà nó cong nữa. Đó, khi nó quay đầu thì nhìn nó rất là rất là ngầu ha mọi người ha. Đó, màu mè thì ngon lành hết rồi, anh em chúng ta về chúng ta chơi luôn. Đó, màu càng ngày càng lên ha, không cần phải tên in đâu, màu đỏ luôn rồi. Đó, bên em có nhận giao lưu trao đổi nâng cấp luôn anh em nha. Đó, anh em nào thích chúng ta đến xem trực tiếp ha. Đó, em mời nước mọi người nha. Còn bên em thì có thể đóng máy bay đi được toàn quốc, gửi xe đồ toàn quốc là ok hết nha mọi người nha. Đó, có góp căn cước công dân luôn, quá ok luôn. Anh em nào thích góp thì góp luôn. Đó, lâu lâu mới giới thiệu đi anh em được một hai con siêu phẩm nha mọi người nha. Đó, pha phu thì nó định giá ở rất là nhiều yếu tố ha. Đó, body nè. Đó, gãy như thế nào, có vừa phải hay không, hay là gãy quá hay là gãy ít quá cũng không được, gù nó vừa phải, nó cân đối cái body thì nó đẹp ha, hậu nó phải nở ha, body phải vuông đó, rồi là đuôi càng phải bự, màu mè phải ngon lành đó, rồi không có dồn vẫy, không có hóp bụng, không có này nọ, nói chung là hài hòa tiêu chuẩn thì nó giá trị nó rất là cao mọi người nha. Đó, chứ còn pha phu thì nó rất là thượng vàng hạ cám luôn. Anh em chúng ta chơi rành thì chúng ta sẽ biết rồi ha. Còn anh em nào mà chúng ta mới biết cái loại này, chúng ta nên tìm hiểu cái giá trị của nó nha mọi người nha. Đó, để mà không anh em vô không biết rồi nói ồ cũng là con cá mà sao dữ vậy. Đó, tiền nào của đó mà anh em đúng không? Đó, con cá đẹp, cá hiếm. Đó, họ đủ các cái tiêu chí ở một con cá đẹp thì đương nhiên giá trị nó sẽ cao. Đó, mà cái này thì rất là mềm, không cao đâu, nhưng mà dù rất đẹp nhưng mà rất là mềm luôn. Đó, anh em thấy không? Cá cực kỳ sung, căng đét luôn. Em quay một cái clip này khoảng 5 phút nhưng mà em nó lúc nào cũng căng và không có khép đuôi khép càng gì hết mọi người nha. Lúc nào cũng cương, căng, sung. Đó. Ăn uống thì thôi rồi luôn, bao bao ăn uống cực mạnh cho anh em luôn. Đó, rất đẹp luôn nha. Hoàn hảo luôn. Đó. Rồi, còn chân chơi gì nữa, mọi người chúng ta phải trực tiếp Zalo cho em nha, 0922222323. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, mà mọi người chúng ta ngắm thêm em nói chút xíu nữa nha. Ok, bye bye.